Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV, vừa phát bản tin chiều 25 tháng 7, với nội dung Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương. Ông Tần Cương đã có sự thăng tiến vượt bậc sau Đại hội 20. Chỉ mất 2 tháng sau khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, ông đã được Quốc hội bầu làm Ủy viên Quốc vụ viện, vị trí mà mất 5 năm ông Vương Nghị mới được bổ nhiệm. Việc ông Tần bị cách chức khả năng liên quan đến một sai lầm nghiêm trọng nào đó, hơn là những đồn đoán về vấn đề tình cảm mấy hôm nay trên mạng xã hội. Ông Tần Cương đã không xuất hiện trước công chúng đúng một tháng qua. Lần cuối ông xuất hiện là hôm 25 tháng 6, khi ông tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko tại Bắc Kinh. Theo bản tin ngắn của CCTV, ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, với vị trí chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là Bộ trưởng Ngoại giao mới của nước này. Bản tin không nêu rõ nguyên nhân của việc miễn nhiệm ông Tần. Quyết định miễn nhiệm ông Tần được đưa ra tại phiên họp đặc biệt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hôm nay 25 tháng 7. Phiên họp này diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Chính trị Trung Quốc họp thảo luận về nhiều vấn đề kinh tế, xã hội. Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin phiên họp ngày 25 tháng 7 sẽ xem xét bản dự thảo chỉnh sửa luật hình sự và quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. Theo báo South China Morning Post, việc miễn nhiệm ông Tần được thực hiện theo luật tổ chức của Quốc hội Trung Quốc, có hiệu lực từ tháng 3 năm 2021. Luật này cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên của Quốc vụ viện, Chính phủ, Trung Quốc mà không cần đợi kỳ họp toàn quốc. Ông Tần được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào tháng 12 năm 2022. Khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần bận rộn với các chuyến thăm châu Phi, châu Âu và Trung Á, cũng như tiếp đón các quan chức nước ngoài tại Bắc Kinh. Sự vắng mặt của ông Tần Cương tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Indonesia 2 tuần sau khi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko khiến nhiều người chú ý. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vì lý do sức khỏe nên ông Tần không thể tham dự hội nghị của ASEAN. Ông Vương Nghị đã đại diện Trung Quốc tại hội nghị này. Ông Tần Cương, 57 tuổi, thăng tiến nhanh trong ngành ngoại giao, từng đảm nhận vai trò người phát ngôn, rồi sau đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông đã làm việc vài năm tại Đại sứ quán Trung Quốc ở London, Anh, nên nói tiếng Anh lưu loát. Ông trở thành đại sứ tại Mỹ vào tháng 7 năm 2021 và 17 tháng sau được thăng chức Bộ trưởng Ngoại giao. Đến tháng 3 năm nay, ông trở thành Ủy viên Quốc vụ, vị trí cao hơn Bộ trưởng Chính phủ. Bắc Kinh khẳng định các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc vẫn đang diễn ra bình thường. Tuy nhiên, việc thiếu thông tin chi tiết về ông Tần đã làm dấy lên suy đoán rằng ông ta đã bất hòa với lãnh đạo Trung Quốc hoặc là đối tượng của một cuộc điều tra chính thức. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao cho biết họ không có thông tin để cung cấp về tình trạng của ông Tần. Đảng Cộng sản Trung Quốc nổi tiếng là không minh bạch trong các vấn đề nhân sự nội bộ, truyền thông và tự do ngôn luận đều bị hạn chế nghiêm ngặt ở nước này. Với tư cách là lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản, ông Vương có cấp bậc cao hơn ông Tần trong hệ thống phân cấp của Chính phủ Trung Quốc và ông ta đã đảm nhận nhiệm vụ của ông Tần trong tháng qua. Sự chấn động ngoại giao diễn ra khi Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với những bất đồng về thương mại, nhân quyền, công nghệ, Đài Loan và các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh. Các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc gần đây cũng đã đến thăm các nước châu Âu trong nỗ lực hàn gắn quan hệ. Tuy nhiên, sự vắng mặt của ông Tần đã để lại một khoảng trống trong giới lãnh đạo cao nhất của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong tháng này, chuyến thăm Bắc Kinh của người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, đã bị hủy bỏ. Vào thứ Sáu, Bloomberg đưa tin rằng Ngoại trưởng Vương quốc Anh, James Cleverly đã hoãn chuyến thăm Bắc Kinh trong tháng này do ông Tần vắng mặt. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.